Diệu Hiền và Hưng Cát rất vui là được tiếp tục đồng hành cùng với bà con nông dân trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Bản tin được phát sóng vào lúc 7 giờ các ngày sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh BBTV1, 8 giờ 15 phút trên kênh BBTV2 và các hạ tần số của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã đồng hành cùng với chương trình. Không quên chúc quý vị và bà con nông dân có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn và bà con nông dân, Bình Phước của chúng ta là một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tìm đầu ra cho sản phẩm hiện tại thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn và là nỗi trăn trở của bà con nông dân. Chủ yếu là chúng ta mới chỉ tiêu thụ ở trong nước mà thôi. Và giấc mơ làm sao đó để cho nông sản Bình Phước có thể vươn xa hơn nữa, thâm nhập vào thị trường thế giới chẳng hạn, là một cái điều trăn trở của rất là nhiều những nông hộ, bà con nông dân và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đó, Diệu Hiền. Đúng như vậy, anh Hưng Cát và thấu hiểu nỗi trăn trở này thì Hội Nông dân tỉnh Bình Phước cũng đã rất là quan tâm đến việc là tập huấn nè, rồi những cái cách làm thương mại điện tử cho nông dân, các tổ hợp tác xã, doanh nghiệp. Đây thật sự là điều vô cùng cần thiết để giúp những cái sản phẩm nông nghiệp của Bình Phước vươn ra những thị trường rộng lớn hơn trong thời đại công nghệ 4.0. Và bản tin Kinh tế Nông nghiệp kỳ này của BBTV sẽ giới thiệu đến bà con nội dung vô cùng cần thiết này. Còn bây giờ là những tin tức nông nghiệp sẽ có trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay. Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ổn định kinh tế hộ gia đình từ mướp cao sản. Gói tín dụng hỗ trợ nông dân, cách làm hay của Ngân hàng Chính sách Phú Xuyên. Phóng sự khi nông dân Bình Phước kinh doanh online. Với phương châm chú trọng chất lượng hoạt động của hợp tác xã để tăng uy tín với nhân dân, chứ không chú trọng vào số lượng thành viên, thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2022-2025. Thống nhất chú trọng tập trung nguồn lực xây dựng và hỗ trợ mô hình hợp tác xã chuyển đổi số, mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng tới nông nghiệp sinh thái và gắn với xây dựng nông thôn mới. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo thống nhất với các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian tới. Liên minh Hợp tác xã nhận hỗ trợ phát triển thí điểm mô hình hợp tác xã Bombo và hợp tác xã Đồng Tâm. Anh Hưng Cát nè, trong khoảng thời gian gần đây thì những người, đặc biệt là bà con nông dân trồng bưởi da xanh tại biên giới Bù Đốp á, thì đang rất là vui mừng. Anh Hưng Cát có biết lý do vì sao không? Đúng rồi đó, Diệu Hiền, anh Hưng Cát rất tìm hiểu vấn đề này rất là kỹ luôn. Và đây là một cái niềm vui rất là lớn của không chỉ người trồng bưởi Bù Đốp đâu mà nhiều địa phương khác trong tỉnh của chúng ta nữa. Bởi vì năm nay bưởi không chỉ có năng suất rất là tốt rồi mà giá bán cũng cao và mang về cái lợi ích rất là lớn cho bà con nông dân trồng loại cây ăn trái có cái nguồn thu rất là tiềm năng này. Chỉ trong vài ngày, hàng chục hecta bưởi của hợp tác xã bưởi da xanh Bù Đốp và một số nông hộ tại huyện Bù Đốp đã được thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây lên thu mua hết trái. Giá bán buôn tại vườn trung bình là 26.000 đồng 1 kg, thương lái tự thu hái và vận chuyển. Theo các nông hộ trồng bưởi thì thời điểm này năm trước, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động vận tải khó khăn nên bưởi chủ yếu chỉ bán trong tỉnh, dẫn đến tiêu thụ chậm, giá thành thấp, chỉ khoảng từ 13 đến 15.000 đồng 1 kg. Năm nay, thị trường đã được mở rộng, giá bán cũng cao hơn từ 10 cho đến 12.000 đồng 1 kg so với cùng thời điểm này của năm trước. Tính toán của các chủ vườn thì chi phí đầu tư cho mỗi kg bưởi khoảng từ 14 đến 15.000 đồng. Như vậy, với giá bán như hiện tại thì người trồng bưởi da xanh ở Bù Đốp có lời khoảng 10.000 đồng trên mỗi kg. Anh Hưng Cát có thích ăn mướp không? Có chứ, mướp là một cái loại thực phẩm rất là tốt cho những cái ngày hè oi ả như thế này. Nếu mà trong nhà chúng ta có một bữa trưa ha, với một tô canh mướp ha, với lại thêm phối trộn thêm một ít mồng tơi hoặc là rau đay. Rau đay. Đúng rồi, và một cái bát cà pháo nữa ha, thì rất là tuyệt vời luôn. Trong mùa nắng nóng vậy mà ăn một tô canh mướp rồi có rau đay thì nó mát biết bao anh ha. Chính vì để đáp ứng những cái nhu cầu giống như là anh em mình nè, rồi mọi người dân người ta yêu thích mướp á, thì rất là nhiều bà con đã chuyển sang là trồng mướp cao sản. Bởi mướp cao sản thì có khả năng là sinh trưởng mạnh nè, thích ứng tốt với điều kiện nắng nóng khô hạn và bà con có thể trồng được quanh năm nữa.
Theo các hộ dân, mướp cao sản có thời gian sinh trưởng ngắn, từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất từ 38 đến 45 ngày. Nếu trồng đạt năng suất, trung bình 1.000 mét vuông đất cho thu hoạch kéo dài trong khoảng 2 tháng, tương đương với khoảng 3 tấn trái. Ưu điểm của mô hình trồng mướp cao sản chính là vốn đầu tư ban đầu không lớn, chỉ mất thời gian làm vàng và có thể sử dụng được nhiều năm. Mướp là loài cây dễ trồng, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc nên rất thích hợp cho các nông hộ ít lao động và lao động tuổi cao. Hiện giá mướp tại vườn đã được thương lái thu mua ở mức 12.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá khá cao và giữ ổn định từ đầu năm đến nay. Thưa quý vị, thưa bà con, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Ngân hàng Nhà nước đã có rất là nhiều những cái chính sách để khuyến khích đầu tư tín dụng và tháo gỡ khó khăn về vốn cho bà con nông dân. Ngay khi quyết định số 11 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ và các hướng dẫn được ban hành, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũng đã nhanh chóng triển khai cho vay các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Điển hình như gói tín dụng hỗ trợ nông dân, cách làm hay của Ngân hàng Chính sách Phú Riềng. Gia đình chị Thị Diêm ở thôn 6 xã Lâm Tân là một trong những hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng được hướng dẫn tiếp cận gói vay dành cho hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ những gói vay này, gia đình chị đã mạnh dạn mua bò, nhân giống đàn bò. Lúc đầu được tiếp cận gói vay 30 triệu để sản xuất kinh doanh, gia đình đem tiền đi mua cặp bò về nuôi cho sinh sản. Sau đó được tiếp cận thêm gói nước sạch và vệ sinh môi trường, gia đình càng có thêm động lực, nguồn lực để phát triển kinh tế. Cao điểm, nhà có 10 con bò mẹ và hàng chục con bê. Đây là nguồn lực kinh tế không nhỏ giúp gia đình trang trải các khoản vay, gửi tiết kiệm. Xã Long Tân có 1.188 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trong đó có 80 hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số và hội viên nghèo chiếm tới 2/3. Trước năm là hộ của đồng bào dân tộc là trên 80% là hộ nghèo và khó khăn, và đến nay trên toàn xã chỉ còn có 11 hộ nghèo và hộ thoát nghèo là 64 hộ. Cho nên là nói chung dùng cái ngân hàng chính sách này là đã hỗ trợ cho nhân dân trong toàn xã là đã được thoát nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng tập trung cái nguồn vốn để triển khai cho vay đối với lại hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi và đáp ứng cái nguồn vốn về an sinh xã hội, chương trình như là chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, rồi chương trình cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi, rồi chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, và đặc biệt là tỉnh cũng đã triển khai cái dự án hàng năm là triển khai giảm 1.000 hộ nghèo. Chúng tôi cũng bám sát cái kế hoạch cũng như cái chỉ đạo của địa phương để cùng với lại địa phương đáp ứng được cái nguồn vốn phục hồi sản xuất rồi là phát triển sản xuất. Từ đầu năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Riềng đã giải ngân 2 tỷ 650 triệu dành cho các gói tín dụng. Đây là sự tiếp sức rất kịp thời giúp người dân doanh nghiệp nhanh chóng bắt tay vào khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Thưa bà con, chỉ vài năm trước đây thì công nghệ rồi chuyển đổi số là một cái điều gì đó nó quá xa lạ đối với bà con nông dân của chúng ta. Nhưng mà giờ đây thì mọi chuyện đã thay đổi rất là nhanh chóng đó Diệu Hiền. Bởi vì là nông dân không chỉ thay đổi cái phương thức tiếp cận với khách hàng mà họ còn tổ chức live stream bán hàng nông sản trên và gửi hàng của mình lên các sàn thương mại điện tử để mà tiêu thụ nhanh hơn nữa. Và đây được xem như là một cái giải pháp rất là hữu hiệu để có thể là tăng thêm doanh thu cho bà con nông dân. Nói chi đâu xa, Diệu Hiền cũng đã từng được tham gia cái hội chợ hàng nông sản tỉnh Bình Phước đó anh. Thật sự là rất là ấn tượng với cách làm
này. Và tại Bình Phước thì người nông dân của chúng ta không chỉ quen với thương mại điện tử mà còn biết là cách viết những cái content, nội dung nè, rồi xây dựng những cái kịch bản marketing để có thể bán hàng và thu hút sự chú ý của rất là nhiều những người mua nè. Rồi ngoài ra thì còn live stream trực tiếp nữa. Mỗi nông dân thì được đào tạo để mà trở thành một chủ doanh nghiệp, chủ động để có thể nắm được thông tin thị trường nè, rồi mở rộng kênh phân phối, quảng bá những hình ảnh sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, xây dựng thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đúng rồi, và Hưng Cát cũng có theo dõi một số chương trình mà cô nông dân Diệu Hiền hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện live stream đúng không? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, xác định là không làm hộ mà hỗ trợ kiến thức để cho bà con có thể chủ động và thực hiện buôn bán các cái sản phẩm nông sản của mình trên sàn thương mại điện tử, thì Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã của tỉnh cũng đã phối hợp với rất là nhiều những ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh Bình Phước để đào tạo cho bà con nông dân biết kinh doanh online một cách rất là chuyên nghiệp và thực thụ. Chúng tôi có dịp tham gia một buổi tập huấn cho nông dân kinh doanh online. Các chuyên gia của Bưu điện Viettel tỉnh đã phổ biến tới nông dân các xã Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi của huyện Đồng Phú cách thức tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử postmart.vn và vỏ sò.vn. Chẳng hạn như hướng dẫn tạo tài khoản tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, cách khởi tạo gian hàng, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng, hướng dẫn cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, cách thức gói bọc, vận chuyển đảm bảo chất lượng sản phẩm và tổ chức live stream bán hàng trên sàn thương mại điện tử. So với các phương thức tiêu thụ truyền thống thì rõ ràng, kênh bán hàng trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử không những mở ra cơ hội mới giúp cho các hộ nông dân có thể giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước nhanh nhất, mà còn hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản thuận lợi hơn, bỏ bớt các khâu trung gian, tránh bị thương lái ép giá. Chúng tôi cũng được tập huấn giới thiệu 3-4 sàn điện tử. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn một cái sàn điện tử nào thuận lợi nhất cho người dân. Chúng tôi cũng về hướng dẫn cho tất cả các thành viên trong câu lạc bộ cũng như là người dân lựa chọn. Và đây cũng là một cái thuận lợi, một cái hướng rất là thuận lợi để người dân chúng tôi tiếp cận và trao đổi mua bán được cái hàng hóa của bản thân mình trực tiếp làm ra. Sản phẩm bưởi da xanh của chi hội nghề nghiệp trồng bưởi, xã Minh Hưng, huyện Chân Thành dù được công nhận là sản phẩm hữu cơ nhưng cũng vô cùng bấp bênh trên thị trường mỗi khi vào vụ thu hoạch. Biết rõ hạn chế này, thế nên khi hay tin có buổi tập huấn làm thương mại điện tử, ông Phan Văn Điểu, Chủ tịch Hội Nông dân của xã liền thu xếp đến tham dự. Bởi đây là cơ hội để giúp cho người nông dân giới thiệu sản phẩm của mình, kết nối với thị trường rộng lớn hơn, tiềm năng hơn. Tôi nghĩ cái này tuyên truyền vận động của bà con, các chi hội nghề nghiệp, các hợp tác xã người ta sẽ là ứng dụng. Và hiện nay hình như ai cũng có là điện thoại thông minh hết, có biết mạng hết rồi. Nông dân cũng đã tập huấn qua mấy lớp về khoa học công nghệ hết rồi. Nên người ta biết có thể ứng dụng được dễ thôi. Không những các chi tổ hội nghề nghiệp, nông dân các địa phương mà ngay cả các doanh nghiệp cũng cho rằng đây chính là điểm mấu chốt còn thiếu để mỗi doanh nghiệp bước vào một sân chơi lớn hơn trong thời buổi hội nhập. Doanh nghiệp tham gia sàn nông sản của tỉnh Bình Phước vào năm 2019. Và từ đó tới nay thì doanh nghiệp cũng nhận nhiều tín hiệu tích cực từ khách hàng. Và sản phẩm cũng được quảng bá thêm cái chất lượng cho công ty của chúng tôi. Mình tham gia sàn giao dịch thì cuối 2020 là mình đã tham gia rồi. Hiệu quả là khách hàng tìm đến nông sản, sản phẩm của Bình Phước mà thuộc gì với nông sản thì không cần thiết, không nhất thiết phải là đến từng ngõ ngách, mà chỉ cần là lên sàn giao dịch nông sản của Bình Phước thì đã tìm ra được sản phẩm của nông sản của Bình Phước rồi. Có thể khẳng định rằng sàn giao dịch thương mại điện tử phần nào đã giải quyết bài toán khó khăn nhất của người nông dân và cả doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản từ nhiều năm qua. Và tận dụng tốt cách làm thương mại công nghệ chắc chắn sẽ giúp cởi trói cho từng sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao của tỉnh Bình Phước có thể vươn ra biển lớn. Vâng thưa quý vị, để có thể vươn ra biển lớn, có thể nói là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kết hợp giữa nguồn gốc xuất xứ, nông sản sạch an toàn, đảm bảo chất lượng trong quá trình vận chuyển, đảm bảo đúng chất lượng như là quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử. Và để giải quyết vấn đề này thì đội ngũ kinh doanh tại 63 tỉnh thành, trong đó có Bình Phước, đang sát cánh cùng bà con nông dân,
tới đây thì không chỉ sản xuất được những cái nông sản ngon, chất lượng, giá cả thì phù hợp, bà con nông dân còn phải làm sao để mà có thể trích xuất được cái nguồn gốc sản phẩm ngay trên những cái sản phẩm mà được giới thiệu ở trên các sàn thương mại điện tử. Và chúng ta hy vọng rằng bà con nông dân của chúng ta sẽ chung tay để mà cùng thực hiện thật tốt cái khâu rất là trọng yếu này. Dạ vâng, đúng như vậy anh Hưng Cát ạ. Và dự định nghĩ là với cách làm này thì bà con nông dân cũng sẽ ngày càng có thể giới thiệu được thật nhiều những cái sản phẩm đến với người tiêu dùng. Và đến đây bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn phân bón mặt trời mới Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo.